Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTTN. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khối không khí lạnh đã tràn xuống Bắc Bộ kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên miền Bắc duy trì trạng thái trời nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù. Từ đêm nay khi nằm sâu trong khối không khí lạnh nên nhiệt độ thấp nhất sẽ giảm mạnh chỉ còn từ 11 đến 14 độ. Vùng nước hạ xuống còn dưới 8 độ, trời rất đậm. Vùng nước cao xuất hiện sương mù dày đặc. Còn ban ngày thì trời có nắng ở mức nhiệt dưới 26 độ, đi kèm độ ẩm thấp dưới 50%. Dự báo từ nay đến ngày 12 tháng 12 sẽ có thêm hai đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống, khiến cho đợt rét này ở miền Bắc tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Lưu xuống miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh thấp cộng với dự động của đới gió đông nên trong hôm nay khu vực từ Quảng Trị trở vào cho đến Bình Thuận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đó mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực từ Quảng Nam đến Bình Định với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Do có mưa nên hiện nay lũ trên các sông ở mức cao trên mức báo động 3, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông. Do mưa có xu hướng giảm nên nền nhiệt ở miền Trung có xu hướng tăng nhẹ. Khu vực từ Thanh Hóa cho đến Quảng Bình với mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt từ 23 đến 25 độ. Còn khu vực các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 30 độ. Nhìn xuống phía Nam, ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to. Riêng phần phía Đông của các tỉnh Kon Tum, Gia Lai là những nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 50 đến 100 mm. Còn ở Nam Bộ, hôm nay trời vẫn có nắng gián đoạn với nền nhiệt cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Về chiều và tối, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp nên trời vẫn có mưa về nơi, chủ yếu ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ trong ngưỡng từ 26 đến 28 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với dự động của đới gió đông trên cao nên trong ngày và đêm nay ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Vũng Tàu đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, cũng theo mô hình dự báo sớm GFF của Mỹ, khoảng từ cuối tuần sau trên khu vực giữa Biển Đông lại xuất hiện thêm một vùng áp thấp mới từ Philippines chuyển sang. Áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và có thể đổ bộ vào đất liền. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.